cực kỳ nhiều là đầy luôn. Cái này tính đấy thì mình chuyển sang công nghệ laser xử lý những mụn ở vùng lưng này. Sau đó thì mình sẽ dùng thuốc uống thuốc bôi cho được vào. Mình mặc quần áo rộng rãi ra nhé, rộng rãi nhé, đừng để nó trà sát và nó nặng lên, đấy không? Ok, cái mặt đây nào, mặt rồi này, mặt rồi, ok rồi.